Và một ngày tin yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời nay thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Cuộc đời còn tình yêu muốn thua, gọi nhau mãi người tình. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muốn thua, gọi nhau mãi người tình. Vâng, chào mừng tất cả các anh chị em đã đến buổi review con lò kéo của chúng tôi. Thì hôm nay mình sẽ review một mẫu lò kéo đến từ thương hiệu GMW cho tất cả các anh chị em xem. Thì mẫu lò kéo này là có đáng đồng tiền cho tất cả anh chị em mua không nha. Thì với là GMW G8S phiên bản đặc biệt thì nó gồm là một bát 5 tấc, hai lò chung và hai lò chép nha mọi người. Đó, phiên bản này gồm có hai màu là phiên bản lưới xám và lưới vàng, thì shop sẽ nhập lưới xám cho tất cả anh chị em. Là kích thước của nó thì con này là cao khoảng là 85 nha mọi người. Đó, thiết kế nó là gỗ, một lớp gỗ xương đen và một màng lưới xám. Thì có hai quai sách hai bên nè. Đó, có hai quai sách hai bên cho tất cả anh chị em có thể di chuyển dễ dàng. Một tay sách quai sau, tay kéo quai sau nha mọi người. Đi tặng kèm cho tất cả anh chị em, đó là một hộp đựng micro và một cặp chống lăn nha. Đó, một hộp đựng micro và một cặp chống lăn. Con GMW C8S này là sở hữu nó là một cặp micro UHF kim loại xét tần số. Micro này hát siêu nhẹ luôn nha mọi người. Với bo mạch công suất khủng thì con GMW này xài bình là 20A, phục vụ cho người khoảng là 5 tiếng rưỡi nha. Đây là phần bo mạch của con GMW C8S. Thì đây là full nút lưu tổng đó nè. Chép, bass, mic delay, mic echo, mic bass, mic chép, âm lượng của micro và cổng guitar. Con này với bo mạch công suất lớn lớn nên sở hữu là 4 độ cắm nhạc cụ nha mọi người. Đó, guitar nè, guitar 1, guitar 2, mic 1, mic 2 và cổng chế độ hội nghị ultimate nè, âm thanh đầu vào, âm thanh đầu ra của lo kéo khác. Và cái con này là có thể là sử dụng điện trực tiếp, DC là mình đang sử dụng điện trực tiếp, AC tất cả anh chị em xài điện bình nha. Cắm điện trực tiếp vô. Cổng đấu bình 12V nè, USB. Thẻ nhớ, màn hình hiển thị Bluetooth. Con này là có chỗ là khe tải khi bo mạch bị nóng nha. Bây giờ mình sẽ review cái chất lượng âm thanh và chất lượng karaoke cho tất cả anh chị em. Là con GMW Bass 5 tấc này có mạnh không nha. Mình đánh giá cái con GMW C8S này thì nó mạnh hơn 9898 Pro nhiều nha mọi người. 98 Pro là không có cửa với nó luôn nha. Con này sở hữu với một bass 5 tấc nè, hai lô chung và hai lô chép nên công suất ra rất là mạnh nha. Bây giờ tất cả anh chị em hãy thưởng thức âm nhạc của nó và karaoke nha. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ tiến hành test chất lượng karaoke với dòng sản phẩm GMW C8S cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe thử ha. Alo. Alo.
Alo. Vừa ngày nào ánh mắt ta trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời nay thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi say em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, còn mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chắc đổi thay yêu người một đời. Giá sẽ ấm nồng có em kề bên, tình anh và em sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. Một ngày tình yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời nay thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi say em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muôn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, nguyện cho tình ta sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió. À, vâng, thưa tất cả anh chị và các bạn, thì vừa rồi chúng tôi cũng đã tiến hành test chất lượng karaoke cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta nghe thử về cái chất âm hát karaoke như thế nào. Với dòng sản phẩm đó chính là ZMDX Z8000S anh chị ha. Thì với tầm giá là hơn 8 triệu thì tất cả anh chị các bạn thì chúng ta có thể cân nhắc và sở hữu được trọn bộ sản phẩm này anh chị ha. Cảm ơn anh chị chúng ta đã quan tâm theo dõi video review của chúng tôi. Nếu anh chị mua hàng của chúng tôi thì anh chị vui lòng là liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại được để lại ở bên trên màn hình này nha. Cũng như là bên dưới phần mô tả thì chúng tôi cũng có để lại cái thông tin chuyên sâu về dòng kỹ thuật này. Cảm ơn anh chị rất nhiều và hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.